hôm nay sáng hôm nay là thứ năm ngày 1 tháng 2 năm 2024 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình bích thái vào buổi sáng hôm nay tại khu vực đồng bằng sông cửu long khu vực miền đông khu vực tây nguyên kính thưa quý bà con quý vị các bạn thì tình thái hôm nay tiếp tục đang có chiều hướng đang giảm so với ngày hôm qua mít cập nhật mới nhất vào khoảng 8 giờ 30 sáng hôm nay thì giá mít tiếp tục đang giảm mạnh so với ngày hôm qua trong một hai ngày trở ra đây thì giá đang có chiều hướng đang giảm rất là mạnh nhớ rồi con do hiện nay thì cũng đang bước vào sắp sửa cuối năm bước sang năm mới vì vậy mà giá mít thì năm nào cũng vậy vào những đợt này thì giá mít sẽ có chiều hướng sẽ sừng lại và sẽ đi xuống khu vực vĩnh long khu vực cần thơ khu vực hậu giang kem lớn là 31 kem gì là 21 và mít kem ba dao động ở mức từ 11 000 chợ hiện nay tại khu vực vĩnh long khu vực cần thơ khu vực hậu giang thì thương lái đang mua chợ những giá động từ 5.000 từ 4 đến 5.000 còn ở khu vực Đồng Tháp khu vực An Giang khu vực Long An thì bít kem lớn dao động ở mức từ 32 kem gì là 22 và bít kem 3 dao động ở mức từ 12.000 trợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp khu vực An Giang khu vực Long An thì thương lái đang mua trợ giúp cái động từ 4 đến 5 ngàn khu vực Tiền Giang thì kem lớn là 33 kem gì là 23 và mít kem 3 dao động ở mức từ 13 ngàn chợ hiện nay tại khu vực uh, Tiền Giang thì thường lái đang mua chợ giúp giá động từ 5 ngàn mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác như khu vực Tiền Giang thì tập trung nhiều giữa mít có khu vực miền Đông khu vực miền Đông hiện nay như khu vực Bình Dương Bình Phước Đồng Nai khu vực Vũng Tàu khu vực miền Đông hiện nay thì mít kem lớn dao động ở mức từ 25 kem nhỉ là 15 và mít kem mai dao động ở mức từ 5 đến 6.000. Mít chả hiện nay tại khu vực miền Đông thì thương lái đang mua mít giúp với giá động từ 3.000. Còn khu vực Tây Nguyên ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít kem lớn dao động ở mức từ 24.000, kem nhỉ là 14.000 và mít kem 3 là 5.000. Mít chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua mít giúp với giá động từ 2 3 ngàn tại khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra thì